Hello, chào cả nhà, chào mọi người ha. Hôm nay một cái bộ nail rất là xinh. Lâu rồi là mình sẽ không có đi lại cái style này. Đó, thì style này đã gồm có kết hợp 3D nè, gel dẻ xong đính đá ombre, đắp ombre 3D xong dẻ nha. Thì màu rất là xinh đúng không anh chị? Thì Christine sử dụng hai cái màu ở trong collection là set one. Bốn mùa của mình nha mấy anh chị ha. Đây hai cái màu đây, hai cái màu dạ đây nè. Rồi xong á, cô sẽ sử dụng cái màu số 141 trong collection là 200 màu của mình, có tên gọi là LA Downtown. Với lại một cái màu của mình là 116 Golden Retriever nha mấy anh chị. Hai cái màu này thì cô sẽ sử dụng trong collection là 200 màu của mình, kết hợp chung với Crystal Clear. Rồi thêm hai cái hũ bột kim tuyến trong collection là Fuchsia Lot. Thì hai cái trong collection này là bán chạy nhất ở trong những cái kim tuyến của mình nha, không thể thiếu tại vì nó design rất là dễ và rất là xinh cho mình. Thì trong cái phần nền của mình nó đơn giản chỉ có những cái màu này thôi. Rồi xong Christine sử dụng kết hợp chung với cái matte top coat. Thì trong cái design này thì mình kết hợp chung với top coat nha. Và khi làm cái bông thì Christine cũng sử dụng những cái màu này luôn. Cũng sử dụng hai cái màu này luôn và kết hợp thêm với cái màu 3D trắng. Đó, thì cái trong cái bông của mình thì kết hợp chung 3D trắng như mấy chị. Này mấy chị thấy cái màu xinh không? Đó, thì mình dùng những cái màu trong collection là 200 màu của mình làm bông bông được luôn nha mấy anh chị ha. Bông rất là dẻo nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau đắp bột nha mấy anh chị. Thì làm sao để làm cho cái phần nền của mình nó có màu giống vậy? Thì thực sự thì mình không cần trau lì đâu. Mình chỉ việc dùng những cái màu của mình thôi. Thì mình sẽ đi từng bước một nha mấy anh chị ha. Đây là cái màu 141 nè, à 116 nè. Và những cái màu mà từ 100 trở đi, 102 trở đi mấy anh chị làm ombre thoải mái. Đây là những cái màu nút thôi mấy anh chị, trong collection là 200 màu á. Nên là ra mấy cái màu đó thì Christine không có bán hũ lớn. Có nhiều anh chị là hỏi Christine hũ lớn nhưng mà mình không có nha. Mình chỉ có hai hào thôi. Trong collection 200 màu của mình có một số màu nút mấy anh chị rất là thích luôn. Đây, hai kim tuyến ha. Rồi mình sử dụng liquid chảy EMA thì trong cái July 4 thì Christine best seller cho cái này. Tại vì mình off tới 20% là lần đầu tiên mình có luôn nên là ra là rất là vui nha. À, anh chị mua được cái hàng tốt mà giá nó rẻ nữa trong cái việc trong cái dịp July 4 này. Rồi mình bắt đầu đi cái phần màu lên. Thì trong phần này thì mình sẽ có hai ngón. Hai ngón này thì Christine sẽ đi cái phần nền theo kiểu mà cho cái phần màu ở dưới đó mấy anh chị. Đầu tiên thì mình lấy cái 141 cái màu này nè ha. Mình cái màu 141 lên. Để Christine đẩy cái màn hình nó lên chút xíu cho mấy anh chị là mình thấy cho nó rõ nè. Đó, kéo xuống chút xíu rồi zoom cái tay lên. Đây ha, zoom cái tay lên. Ra mình sử dụng nè, mấy anh chị cho một chút xíu nước trước khi đi thì mấy anh chị cho một chút nước vào chai trên này nha. Và mình lấy một ít màu thôi nè, một ít màu. Mấy anh chị dùng cây cọ của mình nha, đừng có cho nó nằm yên một chỗ. Đó, mình đi nhẹ nhẹ cho cái phần nền của mình nó có màu thôi. Đó, tán nó ra. Không cần điều đâu mấy anh chị, chỉ cần cho phần nền của mình có màu là được. Đây ha, xong. Bắt đầu mình cho một lấy một ít crystal clear của mình, lấy thêm chút kim tuyến lên. Mình cho phần dưới này, mấy anh chị có thể là cho nhiều theo hình xéo xéo lên hay là mình đi ngang cũng được nha. Cho một ít kim tuyến. Tùy theo là mình phối màu thôi mấy anh chị. Rồi. Xong, ở trên này thì Christine sẽ cho một chút xíu crystal clear lên, cho thêm một chút xíu kim tuyến màu cam ha, ở trên cái phần nền cuticle. Lát nữa là mình sẽ làm một chút xíu màu, mình cover dưới này xuống. Và 17 tháng 7 tới ngày 20 thì Christine có một lớp cơ bản nha mấy anh chị có thể đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Lớp này là dành cho mấy anh chị cơ bản. Là mình còn hai chỗ nữa. Tại vì lớp này thường thì đa số là cô sẽ không có lấy nhiều đâu mấy anh chị. Những cái lớp cơ bản này á là cho mấy anh chị chưa bao giờ đắp bột á, hay là mấy anh chị làm rồi nhưng mà mình mất cái phần cơ bản thì mấy anh chị có thể tham gia cái lớp này nha. Lớp này thì mình sẽ học từ ngày 17 đến ngày 20. Học 4 ngày. Trong một tuần lớp này là cơ bản, thì lâu lâu là cô xin mới mở lớp một lần thôi. Cái lớp cơ bản này còn á
Lớp thì đa số là cô xin mở cái lớp từ từ cơ bản tới nâng cao, tại vì có nhiều anh chị là mình không có sắp xếp học được 3 ngày, không học được 4 ngày thì mình học 3 ngày ha. Thì 3 ngày thì mình sẽ học theo chương trình là có cái phần nâng cao luôn. Đã xong ha, cho Kim Tuyến vô. Và hôm nay là Christine mới nhận được một tin từ ban tổ chức show ca nhạc á, mấy anh chị kỷ niệm 30 năm của công ty Sài Gòn Golden Host á, thì có mở thêm vé cho mấy anh chị ở San Jose nha mấy anh chị. Còn Patranca thì hơn 4.000 vé sold out rồi, không có chỗ để mở thêm. Và rất là nhiều anh chị là nhắn tin cho Christine hỏi xem còn vé không, thì trên này thì Christine sẵn thông báo cho mấy anh chị ha. Anh chị nào ở San Jose thì mấy anh chị có thể là liên lạc ban tổ chức để mua vé. Và Christine không có bán vé, và hôm nay thì Christine có share một bài viết của anh Cuban á, thì mấy anh chị có thể là update cái số phone thông tin để mà mấy anh chị mua vé càng sớm càng tốt nha. Tại vì cái vé mà bữa là nó bán hơn là 2.000 vé đã sold out rồi, thì rất là nhiều anh chị là muốn kiếm vé thêm và có yêu cầu là ban tổ chức mở thêm vé. Thì bây giờ là ban tổ chức có mở thêm vé cho mấy anh chị á, tại vì trên đó là nó có những cái vé trên lầu nữa, thì mấy anh chị là mình có thể là liên lạc ban tổ chức để lấy vé nha, để mua vé nhanh nhất có thể nha mấy anh chị. Tại vì cái show của mình đó là Patranca thì tới ngày 8, ngày 9 thì sẽ diễn ra San Jose. Đây toàn là những cái idol thần tượng đúng không, của rất nhiều anh chị em cũng giống như Christine vậy đó, hát rất là hay luôn, nên thành ra là trên đây là Christine cũng muốn chia sẻ cho mấy anh chị ha. Và lớp kế tiếp của mình sẽ là ngày 17, 18, 19, 20 tại Garden Road, và lớp nâng cao chuyên sâu của mình sẽ là ngày 24, 25 đó. Khi mà xong hết cái này thì trước khi đi thì mấy anh chị cho Christine một chút xíu thấp hốt để cho cái phần kim tuyến của mình nó sáng nha. Đây mình xử lý hai ngón này trước, nãy mấy anh chị share giúp em nha, thank you mọi người rất là nhiều. Và đây mình sơn lên. Rồi cho vô máy. Chứ thật sự thì cái show này cũng là last minute, nên thành ra là cô xin không có thông báo rộng rãi sớm cho mấy anh chị không. Tại vì cái đó là mình không có biết trước được á, nên thành ra mấy anh chị thông cảm giùm em nha. Có là em nói lên chia sẻ cho mấy anh chị liền, nhưng mà thật sự thì em cũng không có biết trước được nữa. Đó rất là xinh nè mấy anh chị ha. Và show của ca nhạc á, của ban tổ chức á, có tổ chức một cái ca nhạc ở trên Michigan Detroit á. Anh chị nên mình nên đi xem, tại vì lâu lâu là mình mới có một cái show mà rất là đầy đủ anh chị ca sĩ mà mình yêu thích nữa. Nên hôm bữa mình đi coi gọi là gì ta? Rất là hay nha mấy chị, và hoành tráng và đẹp nữa. Nên thành ra là mấy anh chị là mình muốn đi xem thì mình mua vé nha. Rồi xong mình đắp crystal clear trước nha mấy anh chị, trước khi là mình đi âm rỉ trên đó thì mình sẽ đi một lớp cover bằng crystal clear. Ra hello mọi người, mình đi crystal clear trên này, mình đắp 70% giống như mình làm âm rỉ vậy đó mấy anh chị. Mình cover khúc này đã, rồi xong lát nữa là mình mới đi cái âm rỉ cái màu 116 lên. Rồi, qua ngón này. Mình đi từng ngón nha mấy anh chị. Anh chị ơi share giúp em nha. Và hôm nay em làm cái bộ nail là âm rì. Làm bộ nail là âm rì, sau đó là có 3D rồi xong có dẻ chút xíu nữa để điểm nhấn cho cái bộ nail của mình á. Thì đôi lúc mình làm âm rì nhưng mà khách của mình muốn thêm chỗ này chỗ kia chút xíu giống vậy, thì đây cũng là một cái mình sáng tạo thôi. Đó mình cho chỗ này chỗ kia nó thêm chút xíu vô, nhưng mà nó cần cái là nó phối màu bố cục và nó design cho nó hài hòa chút. Rồi, vuốt cho nó xuống nè. Cái bộ nail mà mình làm giống vậy nó cũng xinh lắm anh chị, móng ngắn á. Mình cho chút xíu màu xong mình cho kim tuyến mình cover nó lên, cho chút âm rời vô á, nó xinh lắm. Móng ngắn là rất là xinh luôn, tại vì mình có làm bộ rồi nhưng mà quên chụp hình. Còn hôm nay thì mình đi lại cái ngón này cho cái móng dài. Chỗ này hơi thiếu chút nè, mình cho nó đủ nha mấy anh chị. Không cho nó đủ lát nó bị lỏng chỗ này.
Đó, cho nó đủ, mình nhìn nghiêng cái. Rồi. Đó, nhìn nghiêng ok ha. Rồi xong, chỗ này thì mình khi mà mình đi âm rỉ á, nếu mà anh chị đi một cục không được, mình đi hai cục nha. Cái cục đầu tiên nè, mình đặt đây. Mình cục đầu tiên thì không sao nha mấy anh chị. Nè, mình đi đây nè. Đó, mình đi đây. Tại mình chừa lát nữa là trên cái phần cuticle mình hơi có ánh ánh á. Còn chỗ này thì mình cho nó xuống, vuốt xuống. Đó, vuốt nhẹ xuống nè. Thấy nó, thấy khi mà cái màu của mình á, nó đi chung với nhau nó dễ thương không? Rồi xong, khi mà đó âm rầy xong rồi, mấy anh chị chờ chút xíu nha. Chờ chút xíu là mình sẽ đi thêm cái cục thứ hai. Tại cục đầu tiên nếu mà mình đi hết á, đôi lúc thì cuticle của mình nó dày quá thì nó che hết cái phần mà kim tuyến của mình. Ở đây mình chỉ cần cho có một chút xíu kim tuyến ở phần cuticle thôi. Còn mấy chỗ này thì mình đi âm rầy rồi, cũng đi mỏng thôi mấy anh chị, thấy không? Tại sao, lý do tại sao là Christine đi crystal clear? Tại vì khi mà mình đi crystal clear, cái mặt móng của mình nó mịn rồi, khi mà anh chị vuốt âm rầy nó sẽ đẹp ha. Khi mà mình đi giống vậy, khi đi crystal clear cho cái mặt móng của mình nó bằng phẳng rồi đó, mấy anh chị vuốt âm rầy nó sẽ mịn. Nên là tại sao khi mà mình đi cái này là Christine cho một lớp crystal clear ở phần dưới trước, trước khi là mình đi cái phần màu lên. Và trong phần này thì ở cuticle đây thì Christine sẽ cho cái màu của mình rất là mỏng thôi mấy anh chị. Tại vì lát nữa là mình sẽ cover crystal clear trên này, mình đi rất là mỏng thôi. Nè mấy anh chị ha, nè đi mỏng nè, để mà mình chừa lại một chút xíu kim tuyến nó còn thấy ra cho mình. Đó, đây ha, cho một chút xíu kim tuyến lên, nó thấy ra trên phần cuticle. Đó, và mình cho chút xíu màu lên trên này ha, mình đi mỏng thôi mấy anh chị. Rồi ngón này cũng vậy, đi ít đi mỏng thôi mấy anh chị ha. Nè, đó mình cho hơi thấy thấy nè phần cuticle thôi, tô điểm nhấn cho cái cuticle. Xong hết phần này, mấy anh chị lấy một ít crystal clear trước khi đi thì mấy anh chị vuốt chút đó, tại vì đôi lúc thì cái bề mặt nó khô, nó khô đó, thì xong mấy anh chị cover cái chỗ này đó, tháp tháp vô, đẩy vô sát cuticle để cho nó đều á mấy anh chị. Xong chỗ này mình tháp xuống đó, tức là mình đã che được cái phần âm rầy giữa cái màu với cái phần trên với phần dưới để cho cái mặt móng của mình nó mượt không. Đó thì nó đã mịn rồi. Thì như vậy thì bằng cách này thì mình sẽ không có bị mất cái phần âm rầy. Tại cái phần âm rầy của mình nó cũng mỏng á mấy anh chị. Rồi qua ngón này, cũng y chang vậy luôn, trước khi đi mấy anh chị vuốt chút để tránh trường hợp nó bị trắng không. Tại đôi lúc thì cái mặt móng nó trắng quá, nó khô á, cái bột của mình xuống thì nó sẽ bị khô, nó tạo nên những cái vệt trắng. Đó, cover hết, vuốt nhẹ. Mình đi như vậy là mình cover cái phần kim tuyến mà cái chỗ mà còn thiếu, đồng thời nữa lát mình vuốt thì nó sẽ không có bị mất bột cái phần âm rầy. Tại phần âm rầy là mình đi cũng rất là mỏng mà. Xong mình chịu khó mình chăm sóc lại cái phần cuticle chút nha, để khi mà mình chạy máy thì nó không bị trượt cái phần đầu vuốt của mình. Chỗ nào còn thiếu thì mấy anh chị cho thêm chút bột vô trên này. Đây này mình đắp từ từ, chậm chậm thôi, không cần nhanh, tại vì design mà. Khi mà mình đã xử lý hai ngón, còn lại những cái ngón này là mình sẽ đi âm rầy ha. Mình đi âm rầy hai màu, mình sẽ đi màu 141. Thì mình thường đa số thì những cái ngón này thì mình sẽ đi 70%, không, đi 70% trên này. Đó, mình sẽ cho cái chỗ mà đường nối giữa móng thiệt móng giả hai bên cho nó mỏng ha. Lúc nào thì cái màu này nó cũng nằm lên trên một chút xíu, tại vì tùy theo sở thích của từng anh chị. Ở đây là mình sẽ đi 70% hoặc 80%. Ở đây là Christine đang sử dụng liquid chảy 100% nha. Khi mà có nhiều anh chị hỏi là Christine sử dụng liquid MMA được không, là liquid khô nhanh thì được nha mấy anh chị. Nhưng mà khi mà mình đi cái đó thì mình sẽ đi kèm với tốc độ và nhiệt độ nha. Tại vì mình phải coi là cái nhiệt độ xung quanh trong cái khu của mình là bao nhiêu, rồi sau đó là mình cái tốc độ của mình. Đó,
Thì nếu mà gặp nhiệt độ mà nó nóng mà nó làm cho bột mình khô nhanh thì tất nhiên thì anh chị mình cũng phải tốc độ của mình nó phải đi chạy theo càng nhanh đó. Nên là nó sẽ đi chung với nhiệt độ và tốc độ nha mấy anh chị, làm được hết á, bột gì mình cứ đắp cũng được, nhưng mà quan trọng là mình coi cái nhiệt độ khu vực của mình. Và ở trong này là cái sinh làm lai thì lúc nào cũng sử dụng liquid chảy 100%. Lý do tại vì cái lai của mình nó sẽ có những anh chị nước ngoài coi, và đôi lúc thì cái liquid khô nhanh thì nó không có được phép để xài, nên thành ra trên này là cái sinh rất ít khi nhắc nha mấy anh chị. Rồi hai bên không là cái bột nó đang chảy thì mấy anh chị khoan giúp mình sẽ cái gì nó cũng cần có một cái thời gian nhất định để cho cái bột của mình nó dẻo together với nhau. Xong hết nè, thấy không, lúc đó là cái bột của mình nó chuyển qua mét một chút. Mình sẽ vuốt bột nhẹ nhàng ở phần bên này, không mạnh tay lắm không. Rồi xong mình sẽ dồn bột của mình xuống. Rồi xong ngón cái nha. Thường thì đa số là size nào là Fusion làm hết đó, tùy khách thôi mấy anh chị. Tùy khách thích móng dài, móng ngắn thôi. Cái này nếu anh chị nào muốn khô nhanh chút thì mình thấm cái bột của mình ở trong cái tờ giấy lâu hơn á, là cái bột của mình nó nhẹ với cái lượng nước để đi, thì khi mà mình đắp á, thì nó sẽ không có chảy ha. Rồi hai bên, và khi mà cái bột của mình nó chảy á, thì không có bơm nước thêm, tức là mình không có lấy lượng nước nhiều quá, cây cọ của mình ướt là được rồi. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt xuống. Xong không, bột đắp xong rất là mịn mấy anh chị thấy chưa đó ha. Xong hết nè, cho làm âm rì mình đi hai cục không đó. Cục đầu tiên nè, lấy nhiều chút. Rồi từ đây đó mình chia nó làm hai phần, cũng cho nó mỏng xuống luôn ha. Rồi giữ bột ở bên trong nè đó, mình dùng bột vô chấm chính giữa nè, xong từ từ mấy anh chị thấy không, tháp xuống ha, xong vuốt nhẹ. Khi mà mình vuốt đẹp rồi không vuốt mạnh tay quá, ít thôi. Còn chỗ này cây cọ của mình đi nè, nó bị hỏng lên nè ha, nên thành ra mình để cho có khô chút, mình sẽ sửa cho thêm chút bột vô đây, xong mình vuốt lại. Đó mình chị thấy không, chỗ này có chút xíu lỗ nè, cho thêm chút đây, xong mình chị vuốt nhẹ ha. Đó thế là xong ha. Nếu mà nó còn ướt quá khoan nha, mình chờ nó hơi mát chút xíu rồi rồi mình mới làm vậy. Rồi cuticle của mình thì mình chờ chút, giờ mình tiếp tục đi qua những cái ngón khác để làm âm rầy cái đó. Tại vì khi nếu mà mình đi một cục không được thì mình sẽ đi hai cục đó, đè xuống không, lắc qua lắc về mấy anh chị, để cho cái bột của mình nó nằm ở trong đó. Tháp bột của mình xuống hai bên ha, từ đây nè vuốt nhẹ xuống không, vuốt nhẹ xuống để cho nó loang đều, và khi mà nó đều rồi không có vuốt nữa.
xong nè, qua ngón nè. Này ngón này hơi thiếu chút nè, nhưng mà mình cứ vuốt nha. Hơi thiếu chút nhưng mà mình cứ vuốt cho nó đẹp ra. Lấy bột hơi ít đó, thành ra nó không có đủ bột để cho mình làm ombre. Nhưng mà mấy anh chị cứ đi cho nó đẹp cái đó. Không, cho nó khô chút xíu thì mấy anh chị cho thêm một cái cục thứ hai vô. Đó, cho nó khô chút, đặt ngay vị trí này nè. Hồi nãy trên nó đủ rồi, ở đây nó thiếu đúng không? Mấy anh chị lấy cục bột vừa đủ nè, xong bắt đầu mình thực hiện lại một lần nữa nha. Đó, mình không có chấp vá, mình lấy cục bột cũng vuốt ombre luôn mấy anh chị. Đó, mình cũng vuốt ombre luôn. Chỗ này nó hơi bị thiếu nè, do cái móng thiếp hồi nãy mình không xử lý nè. Nó bị cao quá, thành ra mình thấy cái phần màu mình nó cao. Đó, chỗ này thiếu nè, vuốt lại. Và khi mà nó ra đẹp rồi, ở đây đầu móng mà nó bị dư nhiều á, có bột nó bám vô á, mình chỉ lấy một chút xíu nước cọ mình làm sạch nó nha. Còn không lát chỗ này nó có bột. Rồi xong hết cái phần này thì mình sẽ đi qua cái cục thứ hai. Cục thứ hai thì trách nhiệm của nó thì mình sẽ chăm sóc cái phần cuticle. Lấy một ít vừa đủ thôi, tùy theo cái cuticle của mình. Mình đi theo cái dạng refill nha mấy anh chị, nên tại sao mình lấy vừa thôi. Lấy nhiều quá thì nó sẽ bị lại thêm một cục bột nữa. Phần này thì mình sẽ chăm sóc cái phần cuticle. Nó đang ướt nè, thành ra mình sẽ chăm sóc góc bên này chút, còn bên kia nó hơi thiếu, lát nữa mình sẽ để cái bột nó lên. Đó, mình làm vậy để lát nữa là cái phần cuticle của mình nó ôm mà nó không bị dày nữa ha. Rồi bên này nè, đẩy nó vô. Chỗ này hơi thiếu chút, lát lựa dụ nữa là nó sẽ xấu, nên mình sẽ cho một cục bột nhỏ ở đây. Rồi xong cuticle này là đôi lúc thì mình thêm vô thêm á mấy anh chị. Có một hộp màu vàng lên màu đen. Màu cưng không mấy anh chị, màu rất là xinh nha. Hai cái màu này quá quá ưng luôn, đẹp lắm luôn á. Cái màu này làm bông cũng đẹp nữa. Lát nữa là cô Sen sẽ lấy cái màu này làm bông luôn cho mấy anh chị. Tại vì đôi lúc á thì cái mình đi theo cái tông này thì mình cần cái bông giống bông cái bông cái màu này luôn, thì nó nhìn nó hài hòa và đẹp. Và khi mà mình đi á thì lát nữa là cô Sen sẽ chọn hai cái màu dẹ nè để cho nó tông sạch tông cho nó đẹp ha. Thì trong cái hôm nay thì mình sẽ đi thông theo tông. Và đối với những cái màu đậm này, khi mà anh chị đi ombre đó là mình nên cover một chút xíu crystal clear nha mấy anh chị. Cover lại một chút xíu crystal clear để mà cái màu của mình nó được bảo vệ. Đôi lúc đó thì mình dụa nhiều á, mình dụ nhiều á, nên thành ra khi mà xong hết rồi, đắp xong hết rồi đúng không, mấy anh chị cho một chút xíu crystal clear lên giùm em. Trước khi đi thì mấy anh chị cho một ít nước và mình lấy một cái cục bột vừa đủ size. Tại vì tùy theo là cái mặt móng của mình có đủ dày chưa nha mấy anh chị. Nếu mà mình chưa có đủ dày thì mấy anh chị cho cục bột lớn hơn, còn nếu mà đủ dày rồi mấy anh chị chỉ việc cho một chút xíu ngay cái chỗ đường nối của cái hai màu thôi là được rồi nha. Còn nếu mà không có đủ dày thì mấy anh chị lấy cục bột lớn hơn, mình thấy chỗ nào thiếu thì mình sẽ cho chỗ đó nhiều hơn cái phần bột của mình. Rồi xong bắt đầu mình vuốt xuống. Cover một ít. Đó, ngón này thì mình thấy thiếu thiếu bột, thành ra mình xin lấy cục bột lớn hơn chút.
đó trước khi đi nè, những cái màu đậm ha, cho một ít liquid lên. Rồi, next one. Không, khi mà mình làm ombre mình nên cho một chút xíu nha. Nếu mà anh chị nào mà mình hay thấy hay mình hay dụ nhiều á, đôi lúc á mình đắp đẹp rồi nhưng mà mình do thói quen á mấy anh chị, làm xong do thói quen thành ra mình cứ dụ hoài luôn. Dụ xong dụ nhiều quá thì mình mất cái phần ombre. Rồi, thế là mình xong cái phần đắp bột, thấy không, so xinh luôn đó, rất là đơn giản. Mình để tạo nền nha, tạo nền là một trong những cái phần rất là quan trọng khi mà mình tiến hành xong một cái design. Có cái phần nền rồi thì nó sẽ dựa vào cái đó để mà mình phối màu và tạo nên những cái design phù hợp cho cái design cái bông của mình. Tại vì đôi lúc thì cách chọn lựa cái design đó nhưng mà đôi lúc thì nó không có phù hợp á, cái nền của mình không có phù hợp á, thì tới khi mà mình làm ra đó thì nó hơi sao sao á, đúng không, cái màu nó không có được á, thành ra nó sẽ làm mất nét cái phần bộ nail của mình. Khi xong hết rồi thì mình sẽ sử dụng cây bitui nha mấy anh chị. Cái cây này là mình rất là hay sử dụng nè. Cây này có tác dụng là mình sẽ phá bột, phá keo nhẹ nha mấy anh chị. Đôi lúc thì mình đắp bột á, cái phần bột dư nó sẽ nằm ở phần dưới móng. Thì mình nên là dũa cho nó sạch trước khi là mình lấy xếp tệ. Tại vì khi mà mình dũa xong như vậy á, lát nữa mình không có cần dũa lại, thì mình nhìn cái bộ nail của mình á, mình có sẽ có step by step, lúc nào cái móng của mình cũng sạch sẽ, đúng không. Mình sẽ dũa phần dưới này, móng kia chưa khô, thành ra mình sẽ dũa mấy cái ngón này trước đã. Không, hồi nãy khi mà mình làm á, mình chăm sóc để cho cái bột nó không có bám. Hello Bảo Lộc, hello, màu rất là xinh nha mấy anh chị. Xong hết nè, dũa rất là nhanh gọn lẹ ha. Khi mà đắp bột mà không có bị mất xếp á, thì mình sẽ đỡ tốn thời gian nhiều lắm mấy anh chị. Nên hai bên nè không, mình cho nó ôm vô để cho nó nhìn, khi mà xong hết mình không có nhìn nó mọc.
Cái móng Christine đang dùng là 3XL. Ấy không phải, là XXL square nha mấy anh chị. Cái tip này nè, khi mà mấy anh chị mà muốn làm cái square mà thẳng á, là Christine dùng cái móng tip này. Và cái tip của mình thì trên website của mình đầy đủ nha mấy anh chị. 3XL square, 2XL square. Rồi xong mình có coffin. Coffin mình cũng vậy luôn nha mấy anh chị. Là đầy đủ size, đầy đủ single refill cho mấy anh chị. Và cái móng mà XXL square đó, mấy anh chị xài nhiều thì mình đã có refill 4, 5, 6 cho mấy anh chị nha mấy anh chị. 4, 5, 6 nha. Thì mình có thể là refill tần số cho cái đó. Tại vì á, những cái số mà xài nhiều á, thì hãng nó mới làm ha. Nên hình ra là nó mới có refill cho mình. Ở trên website mình là đầy đủ tip cho mấy anh chị nha. Anh chị nào mà cần 100 bịch cứ nhắn. Rất là nhiều. Số lượng tip mới về rất là nhiều cho mấy anh chị. Cũng may là nó về kịp cho cái cho July 4 sale á. Không. À, cái dũa này rất là hay nha. Đó, mình xài mấy năm rồi. Cái dũa này, hiệp chừng cái cây cái dũa nào, cây dũa xếp hay là cái đầu dũa, cái đầu dũa này là Vitui. Cái đầu này là Vitui nha, giá của nó là 15 đồng một cây. Hai Bảo Lộc, em đang cần 1000 bịch. Đúng rồi, em cứ nhắn cho wholesale nha. Em nhắn cho wholesale nha cưng. Nhắn cho mấy bé giùm chị. Đây, tip là khi mà mấy anh chị xài bảo đảm nha. Tip bên em là xài bảo đảm. Dán nó dính. Mà tip rất là good luôn. Chất lượng là rất là tốt. Bữa giờ em bán tip mấy năm nay. Tip em rất là chuẩn. Tại vì mình cũng rất là khó tính. Không? Mấy anh chị muốn sao thì chính em là người đi thét trước rồi. Dũ giấy hả Hiệp? Ok, dũ giấy. Ok, chị sẽ cho bé nhân viên hép cho mình nha. Em đang like chị. Dạ. Đây, mình dũ cái đầu móng cho nó thẳng nha. Rồi xong ngón này, cái này mình đi square nha. Nên nó khi mà mình làm mấy cái móng square này á, mình dùng cái thiết này nó có nó tiện cho mình lắm, mình không có cần dụ nhiều nữa. Hello mọi người, thank you cả nhà. Hello cả nhà nha, tại vì cái comment mọi người trôi nhanh lắm. Nên là tôi xin vừa làm mà không có nhìn được cái comment của mọi người nữa. Nên là tôi xin say hi tới mọi người nha. Tới các anh chị nha. Rồi xong đó, để tôi xin coi lại cái bên này, lấy một cái ngón làm chuẩn đó. Để lát khi mà làm xong nó không có bị lớn, bị nhỏ không. Làm thôi. Hai bên thì nên hình ra khi mà làm một bên trước để cho nó tiết kiệm thời gian thôi mấy anh chị. Chứ đôi lúc ngồi mấy tiếng đồng hồ làm nó cũng làm live á, nó sẽ chậm hơn cái bình thường nữa. Nên hình ra là mấy anh chị xem cũng không có thời gian. Nên là cô xin làm một bên trước để cho mình làm cho nó dễ và nhanh hơn. Không, chỉnh lại cho nó cái phần xếp của mình nó đều cái đó. Không, và khi mà mình dũa cái phần móng tiếp thẳng, tại sao người ta bây giờ người ta dùng cái tiếp thẳng để cho nó mình đỡ mất thời gian á. Sắp có nhanh hùng, sắp có quai treo rồi, sắp có rồi. Bữa nay cháy hàng quai treo quá trời luôn. Mấy anh chị xài qua cái quai treo của em biết sơn mỏng thôi. Chỉ cần sơn mỏng thôi. Đó, không có cần sơn dày đâu. Cái white cha Angel White rất là popular nha, dễ sơn lắm. Mà chỉ cần sơn mỏng thôi, anh chị nào mà sơn dày dày gặp mấy cái đèn yếu nữa, sơn gì nó cũng không khô hết á, nên thành ra mình sơn mỏng thôi. Nên thành ra nếu mà mình hiểu cái tính chất của cái sản phẩm á, tại sao mình làm giống vậy, thì mấy anh chị rất là dễ dàng để xài. Chứ của mình nó cây cọ cũng tốt, cũng dễ xài, mà cái màu trắng của mình cũng dễ sơn nữa, không quá dày mà cũng không quá lỏng. Đó, rất là phù hợp cho mấy anh chị là xài. Ai xài cũng được hết. Và cái màu trắng của nó rồi, trời ơi nó đẹp. Đẹp làm sao luôn, thật luôn. Ít khi là cô xin theo một cái gì lắm. Nhưng mà cái màu trắng của mình á, gọi là rất là đẹp.
gọi là hài lòng á mấy chị, rất là hài lòng về cái màu trắng của mình luôn. Đó, xong ha, giờ bắt đầu là mình sẽ chạy cái phần máy. Thì trước khi chạy lúc nào của Sinh cũng dùng cái cây này nè, cây bi truy để mà mình chạy cái phần critical trước. Tết có à? Có nha, của Sinh có mở lớp thường xuyên nha. Tết mới có. Dạ không anh, có sắp có rồi, sắp có rồi. Hàng em về liên tục á, nhưng mà tại vì á, nó bán nhanh quá, mà bây giờ nó lệ nữa, thành ra mọi thứ nó hơi chậm chút, nó về chậm cho mình đấy. Đó, mình chạy sơ ha, mình dùng cái cây bi tuy nha. Anh chị nào mà mình có cây bi tuy đem ra dùng giống vậy nè, tại vì đôi lúc á mình đắp á, chỗ dày chỗ mỏng mà nó mặt móng không có đều á, thì mấy anh chị dùng cái cây này để xử lý cái phần mặt móng trước, trước khi là mình đi qua cái phần critical. Mà trên cái đầu dũa mà trên cái website của mình á là xin có đầy đủ đầu dũa cho mấy anh chị luôn, anh chị thích cái nào mình đi cái đó nha. Tại vì sao, mỗi người mỗi sở thích á, nên thành ra là khi mà anh chị nhìn vô là mình biết tác dụng rồi. Cây M dùng để phá bột, phá treo nhẹ nha. Cây F á, với cây XF là dùng để dũa cuticle, mà cây XF của mình á thì nó mịn hơn cái F ha, mịn hơn cái F, tất nhiên là nó sẽ không có phá được cái bột của mình đâu, nó chỉ giúp cho mình làm sạch cuticle của mình thôi, làm sạch cuticle thôi ha, và chạy mịn cái phần mặt móng thôi. Còn khi nào anh chị xài cái cây ép á thì mấy anh chị có thể là phá thêm, tức là mặt móng nó gồ ghề thì mấy anh chị có thể là dũa thêm, nhưng mà nó đồng nghĩa và song song với là mình sẽ bị mất bột và lẻm bột, đúng không? Tại vì nó vừa dũa được cuticle mà nó vừa phá được bột thì tất nhiên là nó sẽ mất bột. Nhưng mà có cái nữa, khi mà mình sử dụng cái cây ép của mình á, sử dụng cây ép á, thì có một cái nữa là nhược điểm, thì đôi lúc thì mình đi khi cổ mình nó không có được sát và không có cái đường line của mình khi đi á, nó không có được mịn và cho nó thật là mượt mà nha. Còn khi mà anh chị mà đi cây XF của mình á là coi như là nó mượt mà cho mình hết luôn nha. Khi mà đi cái này là Xin sẽ dùng cái cây V1. Đây là cái cây V1 ha. Thì mình sẽ chạy sơ cái phần cuticle một chút xíu. Thì cây này có tác dụng mình làm sạch cuticle của mình, và khi mà mình và đồng thời nó có độ lài lên nữa, tức là có độ sâu á mấy chị. Thì có nhiều khách á thì thích độ sâu, có nhiều khách thì không thích. Nhưng mà riêng Christine thì cái nào cũng được hết trơn á. Đó, thì mình sẽ dùng cái cây này mình chạy trước khi là mình cây đi cây XF nè, tại vì cây này nó sẽ giúp cho mình làm sạch cuticle của mình. Đó, và nó có cái đầu tròn giống vậy nữa, nên thành ra mình đi rất an toàn cho cái phần này ha. Và nó khi mà mình đứng giống vậy nè, mấy anh chị thấy cái từ cuticle nó đi xuống cái phần mà thân móng một chút xíu không, nó có độ lài lên, nên thành ra khi mà mình nhìn vô cái móng của người ta thì mình có cái độ sâu xuống đó ha. Thì anh chị nào mà muốn có độ sâu giống vậy thì mấy anh chị đi ha, thì nó sẽ có độ sâu giống vậy nè. Khi mà mình xong nè thì mình sẽ chạy cái cây này trước. Còn nếu mà mình đi cây XF không á, thì đôi lúc thì mình đắp flat, đắp mỏng á, thì mình không cần, thì nó sẽ có cái độ mà flat cho mình. Nên thì tùy theo là sở thích của từng anh chị nha, cái nào mình đi cũng được hết. Trước khi đi cây XF là Xin sẽ chạy cái cây này nè, tùy theo cái bộ nail, tùy theo cái sở thích của người khách nữa. Tại vì khi mà mình làm á, mình nắm được cái sở thích của từng khách hàng của mình luôn. Không, thấy hai bên mình đi giống vậy nè, nó tròn đúng không, nó ôm vô cái phần phao móng thiệt của người khách. Và cuticle của mình á, đôi lúc thì mình đắp bột nè, ngay chỗ này nó dài á, mấy anh chị là có thể là dùng cái cây này để dũa sạch đó, và có độ nó lài lên. Anh chị nào nhát tay thì mình dùng cái cây này trước. Đó, nó có độ tròn ôm trên này ha. Rồi, qua ngón này. Anh chị cứ thử đi. Đó, những cái cây đào dũa thì cái tác dụng nó sao thì trên này là xin chia sẻ. Ngoài ra nữa thì trên website của mình có rất là nhiều mẫu mã đa dạng cho mấy anh chị về những cái đầu dũa nha. Anh chị thích cái nào thì mình lấy cái đó. Cây cao nhất của mình, giá cao nhất có 18 đồng thôi. Không có cái cây nào mà nó 20 luôn á ha. Mà tất cả những cái đầu dũa của mình đều rất là chất lượng. Tại vì mình để giá giống vậy để cho anh chị là mình dễ mua. Rồi xong. Khi xong hết thì hôm nay thì mình xin giới thiệu cho anh chị là một cái cây đầu dũa. Cái cây đầu dũa này với cái cây đầu dũa XF. Cây đầu dũa này cũng là cây XF nha mấy anh chị. Và ở trên này là Christine làm cho nó dài hơn, thì mấy anh chị thấy sự khác biệt không?
nó chỉ dài hơn một chút thôi. Thì tùy theo là sở thích của mấy anh chị, một cái ngắn một cái dài nha mấy anh chị ha. Cây ngắn cây dài đều xài giống nhau, tác dụng giống nhau. Thì trên này thì tôi xin ghi nót là XXL XF lót nè. Đó thì đó đã có, các anh chị có thể là mua nha mấy anh chị ha. Nó mới về cho mình thôi nên hình ra là mấy anh chị về tiếp cho mình, mấy anh chị là mình có thể là lên website là mình mua. Gọi là XF lon nha mấy anh chị, nó dài hơn. Và tác dụng của nó xài giống nhau. Thì đầu tiên thì Christine sẽ dụ cái phần cuticle trước. Thì có nhiều anh chị nói làm móng dài thì mình sẽ dùng cái đầu dụ dài ha. Nhưng mà thì cái nào cũng xài được, tùy theo mấy anh chị xài. Đây Christine update thêm cái cây này cho mấy anh chị. Cây này là hàng rất là hot, mới nha, mới nhất ở trong cái website của mình luôn. Rồi sau mình cứ chạy cái chế độ cho nó chậm chút, mình đi cái phần cuticle trước, sau đó là mình sẽ đi chạy chế độ nhanh để chạy cái phần mặt móng. Không, mấy anh chị đi nè, muốn đi dài thì mình cứ đi dài nha. Nhưng mà móng ngắn thì mấy anh chị sử dụng cây ngắn nó dễ xài. Còn thực sinh thì xài cái cây ngắn thì cho dùng cho móng dài cũng được luôn. Bữa giờ mình vẫn xài được mà. Không, là mới đây là sinh mới thiết kế custom cho nó dài ra để mà cho nó phù hợp cho mấy anh chị. Anh chị nào thích dài thì mình mua dài, nhưng mà tốt nhất mình nên có hai cây. Không, có hai cây. Nó giúp cho mình dụ làm sạch cái cuticle của mình, nó mướt lắm mấy anh chị. Nó không có giống như cái cây ép đâu. Thì bên của sinh thì cũng có đầu lớn đầu nhỏ cho cái ép luôn. Nhưng mà tùy mấy anh chị xài thôi à. Đầu dụ bên mình thì mẫu mã rất là đa dạng nha mấy anh chị, mà đầu dụ rất là chất lượng nha. Cây nào cây đó thì mấy anh chị xài là nó sẽ rất là hiệu quả và last long cho mình. Cây này nó làm mịn lắm, nó làm cho cuticle của mình nó mịn lắm mấy anh chị. Nó đi rất là sát luôn, nó đi sát mà kiểu mình êm lắm. Cây XF nha mấy anh chị. Cây này thì 15 đồng một cây thôi. Là tôi xin mới thiết kế xong cái cây này đó, mới có hàng luôn. Làm cũng mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ là mới có hàng lại cho mình, mới có hàng về cho mình á. Nên mấy anh chị là mình có thể là tranh thủ mình order. Khi xong hết rồi, tôi xin sẽ bật cái chế độ nó nhanh hơn một chút nha. Bật nhanh hơn một chút xíu nè. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy ở trong này ha. Trong này xong hết ở dưới này, tại mình không có muốn chạy ngang thì xin sẽ kéo từ trên này xuống, tại vì cái thao tác cái kỹ thuật của mình nó cũng quen giống vậy rồi, dài ngắn gì thì xin cũng làm giống vậy hết á. Không, tại nè mấy anh chị thấy nè, cái này là màu đậm nha, là thì xin kéo từ trên xuống dưới nha, mà cái mặt móng của mình nó mượt mà nó mịn nha. Mấy anh chị thử cái cây ép đi, không phải là cái cây XF này á, mấy anh chị làm á là mình phải chạy mấy lần luôn cái mặt móng của mình nó mượt mới mượt được. Còn cái cây này mấy anh chị chạy một lần thôi là nó đã thấy mượt rồi đó. Đó, còn nếu mà trong trường hợp gồ ghề quá mấy anh chị chạy một lần không được thì mấy anh chị chạy hai lần thôi, nhưng mà khi mà mình chạy xong thì mấy anh chị thấy là nó đẹp rồi đúng không? Nó mịn. Thì trên mặt đây là mấy anh chị cũng thấy luôn, mấy anh chị cứ thử. Đó, cái cây ép mà mặt móng mà mình đắng cái cây dụ xếp giống vậy á thì mình thấy liền à. Cây này là nó đi mịn nè, mấy chị thấy không? Đi tới đâu là nó mịn tới đó. Hai cây XF này, XF long với XF là nó giống nhau nha, nó chỉ khác về cái độ dài thôi và chất và tác dụng của nó đều giống nhau nha mấy anh chị. Thì có nhiều anh chị thích dài thì mình dùng dài, còn anh chị nào thích ngắn thì mình dùng ngắn, vậy thôi, tác dụng giống nhau.
Hôm nay 2 xì lăm, hôm nay tiệm mở cửa tới 5 giờ nha. Bình thường mình sẽ mở từ chủ nhật tới thứ sáu là từ 8 giờ tới 5 giờ chiều tại Clem Supply nha mấy anh chị. Thứ bảy thì mình đóng cửa. Còn CL Nail Supply á, thì mình sẽ từ 8 giờ tới 5 giờ chiều nha mấy anh chị. Nên thành ra là mấy anh chị là tới 6 giờ chứ. Đúng rồi. Tới 6 giờ CL Nail Supply từ 8 giờ tới 6 giờ. Nhưng mà ngày thứ sáu và ngày chủ nhật thì mình sẽ tới 5 giờ thôi ha. Nó chỉ có từ thứ hai tới thứ năm CL Nail á, thì mới mở tới 6 giờ. Còn về bên Clem Supply thì mình mở tới 5 giờ mỗi ngày. Ở đây mình sơn matte top coat nha mấy anh chị. Đây tôi xin sơn matte top coat lên. Để xong cái là mình sẽ vẽ nha mấy anh chị, cho Christine cái giờ để cho mấy anh chị là nắm nha. Còn website của mình thì mở 24/24 clemsupply.com nha. Anh chị có thể là gọi vô số phone công ty 714-804-8688, 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha mấy anh chị. Đây là cái 5 số phone bên online sale thì sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị hay là check những cái tracking number. Nên anh chị có thể là gọi 5 số phone bất kỳ ha mấy anh chị ha. Và online của mình đó thì mấy anh chị sẽ làm việc từ 8:30 đến 4:30. Đây kìa mọi người rất là nhiều nha. Và website thì mình hoạt động 24/24. Đó nên thành ra mình sẽ dễ dàng hơn. Có nhiều anh chị thì mình muốn tư vấn trực tiếp thì mấy anh chị có thể là gọi vô 5 số phone bất kỳ trên này. Còn về cái phần lớp học thì cô xin mở mỗi tháng tại Garden Row. Thì anh chị có thể tham khảo thêm những cái lớp học qua số phone 714-804-9818 nha. Mỗi số phone thì nó sẽ có một cái công việc riêng nên thành ra là mấy anh chị gọi. Nếu mà anh chị gọi không được thì sẽ có nhân viên là mình chuyển máy cho mấy anh chị. Sẽ có nhân viên khác ở trong bộ phận khác hỗ trợ cho mấy anh chị liền. Xong nè ha, mình sơn cái chai make up coat. Xong hết thì mình sẽ dùng một cái cây cọ 3D. Ở đây là xin sẽ dùng cái cây cọ 3D để làm bông 3D nha mấy chị. Và cái màu bông của mình thì mình gồm có cái màu này. Rồi xong cái màu 116. Rồi màu 141 nha mấy chị. Rồi mình lấy thêm một cái màu pit nữa. Đây là cái màu pit nha mấy chị. Đó, mình chọn bất kỳ màu pit nào cũng được. Đó, gồm có là 4 màu nha mấy anh chị ha. Này đâu có màu này đâu đó ha. Ok, xong. Bắt đầu là mình sẽ đi qua cái design. Design thì ở đây là Christine sẽ có acetone nha mấy anh chị. Đây, acetone. Rồi xong mình cho thêm chút xíu liquid chảy vô ha. Thì trên này là Christine sử dụng acetone kết hợp chung với liquid chảy EMA. Mình sẽ làm cái bông này nè. Đây mấy anh chị thấy ha, bông này. Thì mình sẽ làm cái bông này nha mấy anh chị. Rồi xong, cho cô xin mượn cái tay chút để mà mình đi cái cánh đầu tiên cho cái bông nha. Đây nó hơi khô chút, cho thêm chút xíu liếc cái chạy. Nếu mà trong lúc mà mình cho acetone nhiều quá thì mấy anh chị cho thêm một chút xíu liếc cái chạy vô.
Và lúc nào làm cũng vậy ha, mình chỉ cần cái phần mà cánh bông đầu tiên á. Ok. Đó, mình căng đại khái là cho nó đều 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 thôi. Thấy không? Đó, ha. Thank you em, thank you Hải Trần. Rồi xong nè, mấy anh chị thấy không, là mình đo để mà cho nó lấy một cái độ cân cân đối với mấy anh chị không. Lát nữa làm ra đôi lúc gặp những cái cách khó thì nó không có chịu. Mình cũng từng bị qua mà, bị qua đó mấy anh chị. Nên ra làm mấy cái bông này cũng cẩn thận để cho nó đều một chút xíu. Đó, mấy anh chị thấy màu nút không? Màu nút lên không? Ha, ở trong này là mình có màu 116. Đây mình tay nó hơi ngược chút xíu nhưng mà mình cố gắng làm, tại vì người khách này thích hai bên. Đó, hai bên chứ nó không có cho một bên, tùy khách nhưng mà nó vẫn ok nha mấy anh chị. Đây mình cứ làm giống vậy nè. Đó, tán cánh bông của mình nó ra xong, nhích nhẹ cái phần đuôi ra. Không, tán nè. Rồi xong ha. Rồi cánh thứ hai xong. Về bắt đầu mình đi.
Đó ha. Xong hết nè, xong mấy anh chị cho vô máy nha. Màu lên xinh luôn. Lát nữa mình cho thêm cái màu kia vô. Chay hả? Xong hết mình đổi màu. Đổi cái màu số 20 nha. Đây là cái màu set 1. Màu cực kỳ đẹp luôn mấy anh chị. Trong set 1 mà 24 màu của mình á. Đây. Bán pastel L luôn. Mấy anh chị xài lúc nào cũng thích cái set này hết. Set này là dùng cho 4 mùa ha. Cái set thứ hai là màu for. Set thứ ba là dùng cho forever love. Anh chị nào mà thích dùng những cái màu nút rút màu hồng á thì mấy chị dùng set 3. Nhưng mà nói chung tông màu nào cũng rất là popular và rất là thịnh nha. Tùy theo là mấy anh chị sẽ dùng cái design gì. Màu rất là cưng nha. Màu dẻ mà nó đẹp lắm. Rồi, khi mà xong hết nè. Bắt đầu thì mình sẽ vẽ đây. Vẽ những cái đường nét nhỏ thôi. Mẹ mà nó cứ bị chật tay hoài. Ok. Ê. Bị chày rồi mấy anh chị. Để tôi xem sửa cái này cái. Bị chày chỗ này rồi. Bị chày chỗ này rồi, để sửa nó. Ok, để vô. Coi tạm bên kia nha. Đây ha. Đây là cái bộ nail mà hồi nãy là mình mới làm xong nè. So xinh luôn mấy anh chị. Cưng lắm. Không, cái màu nó rất là cưng. À, kết hợp chung với những cái design rất là đơn giản, dễ chút xíu 3D lên. Ok. Đó, mình đi tới đây nè, mấy anh chị ha, cho nó nối đây. Đó, cho chỗ này nó nối đây. Không, mình dễ nối với nhau, tức là có những cái điểm là mình sẽ chồng lên. Đây tại vì nó hơi bị chút xíu nên là tôi xin sẽ vẽ cái đường nét đây ha, để cho nó che bớt cái khuyết điểm nó bị. Đó, xinh. Xong mình để vô máy nha. Cho nó khô. Bây giờ bắt đầu là mình đính đá. Tại vì khi mà mình đã xong cái phần vẽ với cái phần kia rồi thì mình sẽ đính đá nha. Ở trong đây thì mình sẽ sử dụng glue dán móng để mà mình đính đá. Đôi lúc thì có những cái chỗ này nhỏ nhỏ nên thành ra là
Rồi, xong hết mình sơn cái top coat lên. Ngón đó là mình sơn mát luôn nha mấy anh chị. Sơn mát luôn nè. Cho khô xong à, giờ mình đính đá nha mấy anh chị. Mình đính đá. Thường thì đính đá là vì xin ít thì làm lai lắm, tại vì ai cũng biết đính rồi. Nhưng mà thì hôm nay thì mình sẽ làm tròn cái bộ lai này hôm nay luôn nha mấy anh chị. Thì có nhiều anh chị thì mình đính bằng cái cách nào cũng được. Nhưng mà tại vì hôm nay thì của mình á thì nó chỉ có mấy ngón thôi à, mà hộp lớn không à, nên là ra xin sẽ đính bằng glue dán móng ha. Thì mấy anh chị thấy à, Christine rất là hay dán bằng glue dán móng tại vì lười á. mình gắn được cái này nó hay lắm. Nó nhưng mà nó đòi hỏi là mình phải chuẩn trong cái phần mà mình nhả cái keo nó nhả cái hột xuống lấy glue mà dán móng á. Mà mình hay dán móng nha mấy anh chị. Kiểu nào cũng được. Rồi xong ngón này nè, mình sẽ cho một hộp diamond trong này. Đó, xinh luôn. Cho vô đây ha, nhẹ nhàng. Rồi ngón này thì tôi xin sẽ cho một hộp dưới này. Để tôi xin cho cái hộp này đây trước đã, để cho nó hai cái nó đều nhau chút xíu nha mấy anh chị. Không là khách nó sẽ rất là khóc. Mình chỉ cần cái hộp này ở đây thôi, tại vì đôi lúc đó thì mình đi cho nó đẹp á, nên ra mình sẽ cố gắng cho nó hài hòa nhất có thể. Xong hết rồi, ok. Rồi mình đi hộp lớn lên. Rồi, so skill. Bắt đầu mình sẽ cho thêm mấy cái hộp nhỏ lên đây. Mấy anh chị ơi follow Christine ha. À, tại Facebook là Christine Lam. Tại vì Facebook của Christine thì không có add được fan nữa, tại vì nó đầy rồi đó, nên là mấy anh chị thông cảm giùm mình nha. Và bây giờ là mình chỉ có follow được thôi, nên thành ra mấy anh chị follow em trên Facebook là Christine Lam với pay là công ty là slamsupply.com nha mấy anh chị. Nên là mấy anh chị là follow em trang nha, để mà có khi mà mình có like mới thì mấy anh chị lên là mình coi theo dõi được luôn.
Còn cái này thì mình dễ nè, mình đi từ cuticle đi xuống ha. Đi từ cuticle đi xuống, sau đó thì mình sẽ từng bước là mình cho mấy cái hộp lớn của mình vô. Không. Thì Christine sử dụng là lưu dán móng nha mấy chị. Anh chị nào dán được cái này thì mình dán. Còn không mình dùng treo đính đá dán. Lý do tại vì á ở đây nó ít á. Với lại thì mình cũng đi quen cái này rồi. Mà cái đi cái này nó hơi khó chút, lý do tại vì mình phải đi cho nó chuẩn. Còn nếu mà nó không chuẩn á, là nó sẽ bị méo. Méo mình tháo ra cái là mình phải dũa. Nó mất thời gian của mình nó nhiều hơn. Đây cô xin lấy cái size vừa đủ cho cái móng của mình cái. Đây. Xong rồi thêm một cục ở đây nữa. Không, hôm nay thì mình đính đá rất là nhanh tại vì cái mình đính rất là đơn giản ha. Không có nhiều. Tại vì đa số là hộp lớn mà khách thích hộp lớn mình cho hộp lớn. Nhưng mà thì mình khi mà mình đính bên này thì mình cũng nhìn bên kia chút xíu để cho nó matching tức là cho nó hài hòa hai bên nha. Tại cách của mình thì cần hai bên nó giống nhau. Chứ bình thường mấy anh chị thấy là Christine làm cũng dễ. Rồi, xong. Dạ, ngón cái nè. Đó, và khi ngón cái của mình cũng vậy ha. Mình để một cái hộp hộp lớn vừa ở đây. Thank you mọi người rất là nhiều. Bộ nail xinh ha. Bộ nail ngoài xinh lắm luôn. Ở trong mấy anh chị nhìn thấy đẹp thôi. Nhưng mà ở ngoài đẹp hơn nữa đó. Làm xong mà Christine còn thích mà. Tại vì cái màu á. Rồi xong nó cộng thêm cái bông nữa. Rồi xong nó hài hòa với nhau. Cái design này nó dễ mà. Chỉ cần có ombre thôi. Ombre xong rồi mình đi thêm cái đá lên. Làm 3D lên. Là xong. Design vẽ thì Christine cũng vẽ cũng đơn giản nữa. Tại vì vẽ ít nhiều quá thì nó nhiều quá. Cái cách thì thích đơn giản thôi. Thế nên ra là cô xin vẽ cái đó đơn giản thôi. Xong xinh lắm luôn ha. Nè mấy anh chị ơi, đây nhìn cái bộ nail nè, xinh không? Rất là xinh nha. Để đây chút xíu nha, để cô xin đẩy mấy cái hộp này đó. Sau đó là mình sẽ cho dầu vô. Đây bị tắm cám rồi. Giận tại hộp xoàn mình bị tắm cám rồi nên giận. Làm á, đôi lúc lỡ tay đổ một cái hơi vô hộp khác nhau liền. Rồi đẩy hết mọi thứ đi qua để mình chụp hình nha. Mình chụp hình tại vì mình đã xong rồi mấy anh chị. Đây so cute luôn. Cái mùi này rất là thơm. Cho dầu vô cái mùi thơm lắm nha mấy anh chị.
Đó, cho dầu vô nha. Cái dầu này nó hay lắm mấy anh chị, nó không có bết nha. Tức là khi mà mấy anh chị để lên, mấy anh chị vuốt lên, mấy anh chị thấy nó tan không? Nó tan mà nó thấm vô cái da tay của người khách á. Nên cái dầu này đó là mấy anh chị rất là thích nha. Mà mùi nó rất là thơm nữa. Thấy cái sức lên không? Tay nó mượt mà nó không có bị bóng, giống như cái kiểu mà dầu không có thấm. Còn cái này nó thấm liền luôn cho mình. Trời ơi xinh quá mấy anh chị ơi, chịu không nổi. Đây, để lên tay đây, để cao lên chút xíu cho mấy anh chị thấy cái nail mình. Xinh quá là xinh luôn mấy anh chị à. Đây. Bộ nail rất là xinh nha mấy anh chị. Đó, thank you các anh chị rất là nhiều hôm nay đã theo dõi cái like của mình nha. Và hẹn gặp anh chị trong những cái like tiếp theo của mình. Thì anh chị có thể đăng ký lớp qua số 0714804 9818 nha. Và cái show ca nhạc á, thì cái tip của mình, cái tip của công ty Sài Gòn Golden Hook á, thì của cô Liên Phạm thì sẽ là ngày 8, ngày 9, ngày 14 và ngày 27 tháng 8. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Đó, thì ở trên này là cô xin chia sẻ với anh chị luôn, anh chị nào chưa mua vé thì mình có thể là mua vé. Vậy hẹn gặp anh chị trong những cái live sau tiếp theo của mình. Bộ nail xinh không? Là cô xin sử dụng những cái màu trong set gel vẽ 1 và 141, 116 và cái màu số crystal clear ha, để làm ra cái bộ nail design này. Và cái bông của mình cũng vậy. Thank you và hẹn gặp lại mọi người trong những cái live tiếp theo. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye.